Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Như anh em đã biết thì cái gói nạp đầu trong game đấu la VNG đấu thần Tới Lâm nó giúp cho các bạn rất là nhiều thứ. Vật phẩm ở trong này đặc biệt là con Đới Mộng Bạch sẽ giúp cho các bạn lúc đầu sẽ mạnh hơn rất là nhiều trong việc đi ải và làm các nhiệm vụ trong game. Đấy. Gói nạp đầu thì nó sẽ là nạp một cái mệnh giá bất kỳ thì các bạn sẽ có thể nhận được và các bạn sẽ nhận được ở trong 3 ngày. 3 ngày liền. Đấy, anh em thấy không? 3 ngày, mỗi ngày các bạn sẽ nhận được những cái vật phẩm như trên. Đó. Thì hiện tại bây giờ khi mà lúc game mới ra ấy thì có khuyến mãi cho anh em một cái gói nạp mà chỉ tốn 1k thôi là các bạn có thể nạp được rồi. Hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách này. Tuy nhiên ấy, thật ra là cách này nó có từ lâu rồi, nhưng mà cái vấn đề hôm nay mình muốn làm video cho mọi người là bởi vì là hôm nay là ngày cuối cùng, có nghĩa là vào lúc 23 giờ 59 phút ngày hôm nay thì gói này sẽ chính thức hết hạn, nghĩa là sẽ không thể sử dụng được nữa. Nên là những anh em nào mà còn chưa biết hay là còn chưa từng sử dụng thì các bạn có thể sử dụng nhá. Gói nạp đầu này thì nói là nạp đầu thôi, nhưng mà nó sẽ làm cho cái gói của các bạn nó được giảm giá. Nên là nếu như các bạn có lỡ nạp đầu bằng các cách nào đó rồi thì các bạn vẫn có thể nạp được nữa. Dù miễn là các bạn chưa sử dụng Zalo Pay của các bạn để nạp là được. Đấy. Thì nói đến vậy thì anh em cũng biết rồi. Đầu tiên các bạn sẽ phải lên trên CH Play và tải giúp mình cái ứng dụng Zalo Pay về. Đây mình sẽ show màn hình điện thoại của mình lên cho mọi người đi. Đây. Đây là cái ứng dụng Zalo Pay. Nói chung là các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm nó bằng việc lên trên CH Play gõ Zalo Pay như này. Đấy, và tải nó về App Store tương tự thôi. Đấy, sau khi tải về thì các bạn mở lên, các bạn sẽ phải đăng ký một cái tài khoản. Sau đó là sẽ phải liên kết tài khoản ngân hàng. Đấy, vào đấy thì mới có thể quét được. Đó. Còn nếu như anh em nào mà chưa có tài khoản ngân hàng thì nó cũng hơi khó, nó cũng hơi khó. Mình thì mình không biết là nếu như anh em chưa có tài khoản ngân hàng thì có thể sử dụng bằng việc là có thể nhờ người khác bắn tiền sang cho các bạn ấy có được hay không. Cái đấy thì mình cũng chưa rõ, bởi vì sợ là nếu như không liên kết tài khoản ngân hàng thì nó sẽ không cho thanh toán đấy, kiểu như vậy. Nhưng mà chắc là được, các bạn chỉ cần lập một cái số điện thoại, các bạn lập ra một cái tài khoản Zalo cho các bạn liên kết Zalo Pay vào, và chắc không cần điền điện thoại, không cần điền tài khoản số tài khoản ngân hàng vào đâu, cho nó nhờ người khác chuyển tiền sang cho các bạn ấy. Tôi nghĩ là được, tôi nghĩ là được, tôi chưa thử thôi, anh em nào muốn thì thử nhá. Tiếp theo thì các bạn sẽ phải lên trên website ở trong game, cái web nạp game. Đây, đây là trang web nạp game, các bạn đăng nhập tài khoản vào. Anh em đăng nhập chơi bằng gì, đăng nhập tài khoản bằng cái đấy nhá. Mình chơi bằng Zing ID. Chọn server, đúng server các bạn đang chơi này. Ở đây nó sẽ có một số những cái gói nạp tiền như này. Đấy, đây là gói kim cương. Đấy. Các bạn có thể nạp point, cái cách nạp nạp point ấy thì anh em sẽ nạp theo kiểu là, ví dụ như các bạn nạp một cái gói thấp, các bạn nạp một cái gói giá trị chỉ là 20k thôi, nhưng mà các bạn nạp bằng cái số tiền 50k ấy thì cái số tiền dư nó sẽ đẩy sang thành point. Đấy, mình nhớ không nhầm là như vậy. Đấy là ngày xưa. Rồi, đây, mình sẽ chọn gói cái vé 22k đi. Đấy, mình sẽ chọn pick vào cái này là cái rẻ nhất ấy, chọn vào cái rẻ nhất. Đó, cho anh em pick vào phần Zalo Pay. Em thấy không? Zalo Pay. Cái này hiện tại nó để giá 19k này. Và khi các bạn quét thì nó còn rẻ nữa. Đấy. Đây, các bạn sẽ chọn. Rồi, kéo ở dưới này, các bạn bấm vào thanh toán. Rồi, anh em sẽ bấm vào thanh toán ngay. Đó. Rồi, nó sẽ hiện ra một cái mã. Sau đó các bạn vào Zalo Pay của các bạn. Bấm vào phần quét mã QR. Đó. Và anh em sẽ quét lên. Đấy. Đó, anh em thấy không? Khi mà các bạn quét, nó sẽ hiện ra thông 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 báo luôn. Đầu tiên là các bạn sẽ phải chọn quét thanh toán bằng Zalo Pay. Các bạn sẽ phải chọn là thanh toán bằng ví Zalo Pay trước, là cái chỗ phần thanh toán này. Tiếp theo là tài khoản của bạn chưa từng thanh toán cho bất kỳ ai, hay chưa từng nạp cho bất kỳ một server nào. Đấy. Cái thứ hai là đang trong thời gian diễn ra sự kiện. Và cái thứ ba đó là các bạn sẽ phải có sẵn tiền trong đó rồi. Sẽ phải có sẵn tiền là ít nhất là 20k trong đó rồi. Đấy. Như này thôi. Rồi các bạn, đây có gói ghi rõ này, đấu la giảm gói 20k chỉ còn 1.000. Đấy. Thì cái này thì nó sẽ áp dụng cho tất cả các gói 20k trong game. Tất cả các gói 20k ở trong game. Miễn là các bạn chưa từng nạp qua Zalo Pay là được. Những anh em khác có thể đã từng nạp bằng thẻ Zing, hoặc là các bạn áp thẳng thẻ tài khoản ngân hàng vào thì có thể là chưa dùng qua Zalo Pay.
thì các bạn bây giờ vẫn có thể nạp được cái gói 20k này chỉ bằng 1.000, chứ không phải là chỉ có những anh em nạp đầu mới được. Đấy. Rồi, bấm xác nhận. Ok. Đấy, 1.000. Trời ơi. Ôi, còn được tặng thêm quả voucher 15k, tôi chả làm gì cả. Wow. Thanh toán không mất tiền. Rồi, ok. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào và đây, check nó cái này. Đấy, nó sẽ thông báo nạp tiền thành công này. Đấy, tiếp tục. À quên, nhầm. Bấm tiếp tục là nó sẽ thành nạp tiếp ấy. Rồi ok, và chúng ta sẽ vào trong game. Check nhẹ cái ví. Đây, chúng ta sẽ có thông báo nạp. Đấy, các bạn đã nạp cái vé 22k và bây giờ các bạn có thể vào để sử dụng cái vé 22k này luôn. Đấy, các bạn có thể sử dụng vé 22k này luôn. Nào. Cái này là gói nạp nạp đầu nên các bạn sẽ phải nạp một cái gì đó có trị giá là 20k. Rồi, anh em sẽ tìm một cái vé nào đó có giá trị là có thể sử dụng cái vé 22k chúng ta được tặng ấy. Đấy, vào trong này. Rồi, cái này có thể dùng vé này. Đấy, các bạn có thể dùng vé mua gói này này. Cái này mua gói gì thì tùy các bạn nhé. Đấy. Các bạn có thể dùng vé để mua một số cái gói vật phẩm ở trong này. Đấy, những cái nào hiện chữ dùng vé này là các bạn có thể dùng được. Đấy, mình xem nào. Được 60 kim cương. Bà, nghe nó không ngon nghe lắm nhỉ. Đây có cái vé là cho thẻ X7 thì ngon. Thôi rồi, tôi sẽ dùng vào đây đi. Nhanh lên. Dùng nhanh đi. Đấy. Xong. Đó. Không ra nhận. Đó. Ok chưa? Đấy. Ôi. Thế này tôi đã qua 3 ngày đầu rồi. Tôi nhận được combo luôn. Đủ luôn. Đấy. Đây là một chút cái hướng dẫn của mình để anh em nạp. Nói chung là gói này chỉ còn hạn trong ngày hôm nay thôi. Nên anh em cố gắng là thử đi. Dùng đi. Nhá. Rồi, ok, video ngày hôm nay của mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Wherever love goes there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I